Thưa quý khán giả, trong tất cả các loại đồ chơi thì đất nặng được đánh giá là một trong những món đồ chơi điển hình giúp cho bé kích thích trí não, rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo một cách tốt nhất và không thể thiếu trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ. Thế nhưng thị trường ngày nay càng đa dạng các loại mẫu mã, thành phần thì hỗn độn, khiến cho trẻ em và người lớn như rơi vào mê hồn trận. Con có thích chơi đất sét không? Dạ có. Dạ có. Dạ thích. No. Mềm mềm dẻo dẻo. Nào là gì hình mình thích, mình muốn làm gì cũng được với mấy cái cục đất sét đó. Con chơi mỗi ngày hay là sao nè? Dạ con chơi mỗi ngày. Nếu chưa thực sự tin về sự mù mờ nguồn gốc của chúng thì quý khán giả hãy xem thông tin sau đây, hẳn sẽ hiểu thêm được nhiều điều. Ở trường có môn học vẽ thì cô mới cho chơi. Và thường thường thì đất sét đó là con tự mua hay là trong gia đình ai mua cho con? Dạ là con có lúc con tự mua, lúc ba mẹ mua. Ai mua đất sét cho con? Dạ ba con, mẹ con. Có thể thấy đất sét là món đồ chơi rất được lòng trẻ. Ngoài màu sắc bắt mắt, dễ sử dụng thì đất sét còn giúp trẻ thỏa sức sáng tạo, phát huy khả năng quan sát, rèn luyện tính tỉ mỉ, khéo tay, kích thích trí tưởng tượng của trẻ. Vì lý do đó mà đất sét được trang bị tại các trường mẫu giáo, đồng thời là món đồ chơi được các bậc phụ huynh chọn làm quà cho trẻ. Tuy nhiên, chính phụ huynh cũng không biết rõ xuất xứ của món đồ chơi này. Thường là những cái đất sét mà mình nặng nó vừa tay thôi, chứ còn mình không có suy nghĩ nhiều. Tiền thích thì nó mua nó chơi, chị cũng rành lắm. Theo lời các phụ huynh, đất sét là món đồ chơi được bán phổ biến trên thị trường. Để khảo sát và tìm hiểu nguồn gốc của chúng, phóng viên đã tìm đến Chợ Lớn, quận 5, nơi chuyên bỏ sỉ các loại đồ chơi trẻ em cho các cửa hàng. Tại đây, chúng tôi được giới thiệu một mẫu đất nặng đang bán rất chạy trên thị trường. Sản phẩm là những túi đất nhỏ, nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, trên bao bì sản phẩm không có bất kỳ thông tin nào về nhà sản xuất, hàng sử dụng, thậm chí là cách sử dụng hay chống chỉ định với những đối tượng nào. Thông tin duy nhất là tên sản phẩm cũng được ghi bằng tiếng Trung Quốc. Chị, cái này của Trung Quốc hả? Ừ. Chơi đảm bảo không? Bảo đảm mà, trời ơi, ta đang chơi. Cái này nhiều người mua không vậy? Trời ơi, lâu. Tại Việt Nam, chưa có cảnh báo chính thức nào về đất sét nặng xuất xứ từ Trung Quốc. Nhưng phụ huynh khi mua các loại đất sét nặng cho con thì cần phải chú ý về thành phần, nguồn gốc và nên chọn những sản phẩm có thương hiệu uy tín nhằm đảm bảo sức khỏe cho con trẻ. Bởi vì những chia sẻ từ chuyên gia sau đây sẽ khiến cho chúng ta giật mình, thảng thốt về loại đồ chơi nếu không đảm bảo này. Cụ thể theo nhận định của các chuyên gia về lĩnh vực khoa học, những loại đất sét nặng mà không rõ nguồn gốc sẽ chứa rất nhiều những kim loại độc hại, đặc biệt là kim loại nặng như là chì hoặc là những cái chất bảo quản, cái chất phụ gia. Nếu mà tiếp xúc lâu dài thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan, cụ thể có thể gây kích ứng da này, có thể làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp hoặc thậm chí có thể gây những cái tổn hại cho hệ thần kinh trung ương. Và những cái nghiên cứu gần đây người ta cũng hướng tới, nếu như mà cho các cháu chơi những loại đất sét nó không rõ nguồn gốc thì cái nguy cơ tiềm ẩn về lâu về dài là khả năng gây nguy cơ ung thư cho các cháu cũng khá là cao. Đây cũng là điều làm các bậc phụ huynh rất là lo lắng. Theo các nhà nghiên cứu, hàm lượng boron được tìm thấy trong đất sét quá cao, khoảng 3.884 mg trên 1 kg. Boron là một loại muối của axit boric, được dùng làm chất tẩy rửa, thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu. Nuốt phải hoặc tiếp xúc với hàm lượng boron quá lớn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, đặc biệt là làm tổn hại hệ thống sinh sản. Bên cạnh đó, nhiều mẫu đất nặng Trung Quốc được phát hiện chứa chất aromatic amin, chất hữu cơ TVOC. Theo khuyến cáo, nếu tiếp xúc với những chất này trong thời gian dài, chúng sẽ thâm nhập vào cơ thể thông qua các đường hô hấp, gây hại cho đường hô hấp, thương tổn cho da và nguy hiểm hơn là hệ thần kinh của trẻ. Đáng nói, đất sét càng nhiều màu càng thơm, tuy rất thu hút trẻ nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy hại cho trẻ. Cẩm nang an toàn khi chơi đất sét. Khi mua đất sét cần lựa chọn cửa hàng uy tín, thương hiệu nổi tiếng. Không nên chọn các loại đất sét nhiều màu, có hương thơm thu hút. Theo chuyên gia, trẻ phải trên 5 tuổi mới được phép chơi đất sét. Phụ huynh nên chơi cùng trẻ để tránh tai nạn do đất sét như trẻ ngậm nuốt cho vào mũi. Cần đưa trẻ đến bác sĩ ngay khi trẻ có dấu hiệu dị ứng với loại đất sét đang chơi. Suy nghĩ đơn giản, đất sét thấy không ảnh hưởng gì, chơi một chút thì cũng không sao.
giờ nó thật sự không đơn giản. Bởi vì hậu quả không chỉ là trước mắt mà còn lâu dài. Và cũng chính vì thế, hãy thật cẩn trọng trong việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ. Đừng vì chủ quan hay là tiết kiệm để đặt trẻ vào nguy hại khôn lường.